Ôi, nay không đi làm. đang làm đây. Gặp xong mà chưa phơi được này, đang đánh đấu. Bữa nay bán lúa tươi không bán được này. Đang đi quay này. Thì lại phơi hết rồi đấy. Phơi hết thì đi trời. Quay thêm à? Chơi hết phơi hết mà trời có nắng đâu, bán lúa tươi không khỏe à? 58 bán lúa tươi không khỏe. Được bao nhiêu bán được bao nhiêu? 58 lúa cho gà cho vịt đây. Quá to. Vậy là cơm nó bán có 52 à? 52 hắn không biết. 52 chừng hắn cắt buổi sáng bán tại bò. Buổi sáng thì nặng ướt xương. Đây 58. Đang đi quay phim à? Ừ. Đang đi quay phim à? Ừ. Giờ đấy ăn thì cứ đi quay phim biết rồi. Nhưng vừa lâu lắm 3 tháng bữa nay mới đi quay này. Bữa nay mới được quay này. Quay cái gì đấy? Đi quay video bán cho người ta. Ôi giời. Có tiền không ạ? Ôi giời, đi thì cũng đi cho cũng có việc. Tháng được 2 triệu, 1 triệu. Cái thằng quân rể nhà cái chú ở đằng trên đây. Anh có đi không hay có mình chị? Có một người đây đâu. Có một mình thôi. Mẹ đến. Mẹ đến mùng 10 mẹ mới về. Lại mùng 10 lại đổi ý. Mai về nhưng mà xe nó nghỉ. Hai xe kia thì nó lại về hôm qua là hôm kia. Hôm qua nữa, ở Nhân Quyết mới vào, tối hôm qua mới vào. À, thế ra Nhân Quyết à? Ra Nhân Quyết mấy ngày đó. À, đấy. Thấy, thấy mẹ gọi điện. Thằng Cương nó bảo với mẹ là về mẹ về thì khoảng có 14 thì đấy thì dỗ bố thì nó về, nó bảo vậy. Chiều nay mà chưa gọi phỏng vấn đó là chiều nay nó về. À đấy. Hôm qua nó điện nó hỏi là mẹ bố đến thứ tư mẹ về tới nhà đấy mà em chưa về được thì chị đi đón mẹ mà tao cũng không biết bữa nào mẹ về. Qua sửa máy ấy à? Sửa máy chà cà. Đỡ phải quay thì ai làm cũng được. Sắp về chưa? Để đang ở nhà đây chứ đâu mà sắp về, cứ ngồi này đến trưa đến chiều ấy. Cứ ngồi cả ngày. Quay gì mà cứ ngồi. Quay gì mà cứ ngồi quay đến chiều ạ? Quay lấy cảnh cứ 5 phút lại một cái lại quay một tí quay chỗ khác. Đang đỡ không này? Có đỡ không? Cũng đỡ, với lại uống thuốc ở ngoài ấy đúng không? Vừa uống vừa đắp mà. Có đỡ nhiều không? À, tiến bớt đi chứ thì càng đỡ như nào. Nó không đau nữa ngủ được. Hả? Thì tính toán cũng đi, nó hơi khô khô ráo ráo lại đi. Thì đắp ít thì tí nữa.
thì đắp, nhưng mà đắp lên này thì đắp ít bớt đi.